Đây là một cô gái có tên là Mô Cô chỉ chơi các trận đấu solo. Cô rất giỏi hack. Nhưng cô chẳng biết gì về súng ống. Và đáng buồn thay, cô chẳng có chỗ để phiêu. Free Fire ơi, chào mừng các bạn đến với màn trình diễn của Kelly. Đầu tiên, là một tính năng rất quan trọng đối với mình và đã lâu rồi vẫn chưa được cập nhật làm lại hệ thống nhân vật nếu bạn định thăng cấp cho nhân vật đừng vội nhà phát triển mới tiết lộ rằng việc thăng cấp sẽ được miễn phí sau bản cập nhật này các bạn chỉ cần có các mảnh ký ức để thăng cấp hãy đợi thêm vài ngày nhé bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều đấy Giao diện mới là phiên bản nâng cấp hoàn toàn của hệ thống nhân vật trong Free Fire. Giờ đây, việc kiểm tra và chuyển đổi giữa các nhân vật sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về tất cả các kỹ năng, cách so sánh và tiến độ thăng cấp của nhân vật. Bạn có thể trực tiếp thực hiện các thay đổi đối với bộ kỹ năng từ sảnh thông qua kho trang bị. Điều này giúp việc chuyển đổi bộ kỹ năng nhanh chóng và thuận tiện. Các kỹ năng của nhân vật thức tỉnh cũng sẽ được hợp nhất với bản sao bình thường, giúp việc quản lý nhân vật trở nên đơn giản hơn nhiều. Mình cực kỳ mong đợi phiên bản mới này Các bạn nhớ vào game và cùng khám phá nhé oh. Và nói về chủ đề thức tỉnh Một bổ sung lớn sắp được triển khai rồi Bây giờ mình chưa có nhiều thông tin Nhưng mình có thể đảm bảo với các bạn là anh ấy sẽ không khiến các bạn thất ừ. Bạn có biết hiện tại Free Fire có 35 nhân vật chưa? Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Khi chúng ta phát triển, các nhân vật cũng vậy. Ngộ không là nhân vật đầu tiên nhận hiệu ứng tăng cường. Kỹ năng có thể được kích hoạt khi ở tư thế ngồi sởm hoặc nằm sấp. Thời gian của hiệu ứng cũng được kéo dài hơn. Raphael sẽ tham chiến một cách thầm lặng bằng súng bắn tỉa và súng trường thiện xạ. Quân địch trúng đạn của anh cũng sẽ bị tiêu diệt nhanh hơn. Bạn có thể tìm hiểu thêm các điều chỉnh nhân vật khác trong ghi chú bản cập nhật. Chúng tôi sẽ liên tục cải thiện hệ thống nhân vật trở nên công bằng và thú vị hơn trong tương lai. Chúng tôi đang tiến hành thêm nhiều cải tiến hơn cho chế độ tử chiến theo các phản hồi của người chơi. Bây giờ đã có nhiều loại vũ khí hơn, mỗi trận sẽ có một bộ vũ khí khác nhau một chút. Các bộ vũ khí được thiết kế kỹ lưỡng đảm bảo bạn luôn sở hữu những vật phẩm được yêu thích nhất mọi thời đại cũng như được lựa chọn những vật phẩm bổ sung mới. Chuyển vũ khí cho đồng đội là một chiến lược hữu ích trong chế độ tử chiến việc chuyển súng và phụ kiện tách biệt nhau đem lại khá nhiều rắc rối cho người chơi nhưng từ nay các bạn đã có thể nhặt súng thả súng cũng như các phụ kiện đi kèm súng cùng một lúc một khẩu súng mới core sắp sửa xuất hiện cỗ máy nặng ký này là một lựa chọn chiến lược hoàn toàn mới core là súng máy hạng nặng kèm theo giá ba chân được tích hợp trang bị vũ khí này khi ở tư thế nằm sấp hoặc ngồi xổm sẽ kích hoạt một chế độ bắn mới đạt được độ chính xác cao hơn khi bắn liên tục. Và bây giờ là thời gian dành cho các bạn cập nhật vũ khí. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ phản hồi của các bạn và thực hiện các điều chỉnh sau để giúp trò chơi cân bằng hơn. Tập 2 trong mùa 2 của chúng tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Free Fire ơi lần sau nhé! gian nhân vật huyền thoại Free Fire được cường hóa với hệ kỹ năng mới lợi hại hơn bao giờ hết. Trải nghiệm OB27 vào ngày 14 tháng 4, chơi ngay!